Chào tất cả mọi người, mình đang đi lên núi ngắm núi Nửa ở khu vực tỉnh Kumamoto này. Đây thì lát nữa mình sẽ leo lên trên này. Đấy, hiện tại ở đây nhiệt độ khoảng -1-2 độ mọi người. Vẫn có đóng băng này. Ở đấy rất là lạnh luôn. Đây, lạnh đỏ cả tay luôn này. Hiện tại bây giờ là khoảng 10 giờ sáng rồi, 11 giờ sáng mà vẫn còn đóng băng này. Đấy, hôm nay mình đi lên cái núi này cao lắm mọi người. Đây, cái núi này nó cao khoảng 1.600m so với mặt nước biển. Và đây là một ngọn núi Nửa vẫn còn đang hoạt động của Nhật Bản. À, theo lịch sử Nhật Bản thì cái ngọn núi Nửa này hình thành khoảng 30.000 cho đến 50.000 năm trước. Đây, đứng ở trên cao thì có thể nhìn xuống thành phố này, tỉnh Kumamoto của Nhật Bản. Còn đây là đường leo lên này mọi người. Cực kỳ cao luôn. Và cái núi nó ở phía trên kìa. Và ngày trước thì nó còn có cáp treo để đi lên ấy, cái kìa. Các cái cọc để cáp treo đi lên mọi người. Thế nhưng mà từ cái ngày mà cái núi Lửa nó phun trào ấy, từ năm 2016 thì cáp treo thì họ đã cắt và họ chỉ cho mình là đi gần đến nơi và để ngắm xung quanh thôi, chứ không được lên tận trên cái miệng núi Lửa như ngày xưa nữa. Chỗ này cực kỳ là cao, có cáp treo đi thì đỡ. Nhưng mà rất tiếc là không cáp treo nên phải leo bộ. Kìa, tít trên kia có người đang ngồi kìa. Họ leo khá là sớm rồi. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Mình đang leo trên cao mà nhìn xuống thành phố này. Còn đây, trên này gió khá là to. Không biết là có nghe rõ tiếng không? Đây mọi người, đóng băng hết rồi. Độ cao rất là cao thế nên là đang đóng băng. Các bạn nhìn này, nước nó lạnh quá, đóng băng luôn này. Mình đứng luôn này. Có cá ở dưới. Cứng rồi đấy. Cẩn thận này, ngã không đấy. Chỗ này cứng nhất rồi. Nước mà nhìn thấy nước chảy chưa? Trơn á, đi cẩn thận đấy. Này quá, chỗ này nước đóng băng luôn. Đi bây giờ quay về đầu kia đi. Ở đây lạnh quá. Nước đóng băng hết rồi. Chỗ này mà cần uống nước có đá này. Nên đây này đá uống nước được đấy. Đứng này không sập luôn. Sập làm sao được chỗ này. Hơi trơn một tí thôi nhưng mà. Mình đi lên trên này cho mọi người xem cảnh núi thôi. Chứ chắc là hiện tại bây giờ thì nó cấm lên trên núi rồi. Thế là mình không thể nào lên được tới tận cái chỗ mà có núi Lửa nó phun trào ấy. Được. Núi Lửa gần đây nó phun trào từ năm 2016, thế nên là giờ nó không cho mình đến sát tận nơi nữa. Mặt trời lên rồi nhưng mà vẫn có băng này, bởi vì nó quá lạnh. Đây, ở đây thì có rất nhiều đường đi bộ lên nhỉ, mình đi bộ phía đằng kia cũng được rồi, đi bộ phía này cũng được rồi, hoặc phía này cũng được rồi. Đấy. Đây, cho mọi người nhìn ra một đợt nước xung quanh ở đây này. Hiện tại bây giờ là buổi trưa nhưng rất là lạnh.
Đấy, nếu mà neo thì phải neo tít lên trên kia kìa. Nhưng mà thôi chắc là mình không neo đâu, mình cũng đi xuống thôi. Đây núi nửa thì ở đầu này. Cực kỳ là cao và lạnh nữa, có người đang neo xuống này. Có khi mình chỉ đến đây mà mình vòng xuống đấy. Lạnh quá. Đứng ở đây có thể nhìn thấy mây bay luôn các bạn. Nên đây chụp vài kiểu ảnh thôi, giờ mình cũng đi xuống đây. Khá là lạnh. Mình xuống băng này. Hôm nào mà đi chơi mà có thời gian ấy thì lên đây rồi neo núi cũng khá là được ấy, nhưng mà hiện tại thì nó cũng khá là lạnh và bọn mình đi thì cũng ngại đi ấy, cũng ngại neo mọi người. Thế nên là giờ sẽ đi tới một địa điểm khác để chơi, đi đến cái chỗ có một cái thác nước nó chảy ấy, khá là đẹp. Chỗ này thì chắc là mình chỉ đây và mình nhìn như vậy là mình đủ biết rồi. Đấy. Và cái ngọn núi nửa này là cái ngọn núi nửa to nhất ở Nhật Bản đấy mọi người. Núi nửa Aso của tỉnh Kumamoto các bạn nhé. Nghe nói cái núi nửa này đã lâu nhưng mà hôm nay mới có dịp là đến để xem tận mắt. Thế nhưng mà rất tiếc là cáp treo thì họ đã dừng lại rồi. Thế nên là mình không thể nhào sát lên trên ngọn núi nửa được. Lạnh quá mọi người. Buổi trưa rồi mà vẫn còn cảnh đóng băng. Băng trắng luôn đấy mọi người. Đây. Đấy. Đây cái tên của nó là tên là núi Aso này mọi người. Đây. Thôi giờ mình lại ra xe ô tô và mình đi đến địa điểm khác đi mọi người ạ. Đây là bãi đỗ xe này các bạn. Cái góc đằng này thì chưa có mặt trời vào thì nó vẫn còn đóng băng này. Con núi này khá là cao. Hôm nay được cái là có mặt trời mọi người, thế nên là lên đây cảm giác ở trên này cảnh nó cũng khá là đẹp. Đây. Đây, giờ ra xe đi về rồi, lạnh quá. Chỗ này có một cái nhà để nghỉ chân này. Cái trạm cáp treo đúng không? Giờ nó cắt rồi nhỉ? Chắc cái đầu ra kìa, chỗ kia là đầu ra. Giờ đi chỗ khác đi. Lạnh quá. Sao cái chỗ kia núi nó bằng ấy nhỉ? Hay là nó có làm gì không nhỉ? Đi, lên đi. Đây, mình đến địa điểm khác rồi mọi người. Đây là cái bãi đỗ xe này. Giờ mình vào cái quán này ăn trưa đã. Đây. Và quán này ăn trưa xong bắt đầu thì sẽ lại đi đến một địa điểm khác.